à? Hai cô đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân đứng lại đôi câu chuyện trò. Chuyện trò gì mà chuyện trò, nhà ngươi mau tránh kẻo ta la làng đấy. Ơ kìa, làng chớ vội vàng, chủ ta chỉ muốn gặp mặt mà thôi. Thôi gì mà thôi, thơ mới trẻ văn, đã học dốt rồi lại còn đòi làm thơ. Ngươi nhìn xem, ngươi giống con gì? Ý làng bảo sao, ta giống con gì? Giống... Con bò. Con bò cũng được chẳng sao, miễn sao ta giữ hai làng ở lại để cho chủ ta gặp mặt. Gặp mặt cái gì mà gặp mặt, ta đã nói là tránh ra, chúng ta không rảnh để gặp chủ nhà ngươi. Mà chủ nhà ngươi là ai, tại sao lại thích gặp chúng ta? ta đây chủ là ta đây. Chào hai nàng xinh đẹp. Chạy đâu vậy ông ơi? Cái gì sao mày lôi tao? Con đã tìm cách, hai cô đến ở con giữ lại chân đúng như theo lời ông dặn đấy ạ. Tịt dạ, cơm cứ mồm lại, mày lúc nào cũng bô bô làm thì không được kể cơ chứ. Bây giờ thế này, mày tìm cái chỗ nào ở trong kia nó đẹp đẹp để ta cùng hay làm nhâm nghi. Ông ơi, cái gì? Đây là chùa mà theo con ấy, chùa là không được trăng hoa đâu ạ. Mày nói nghe cũng có lý, chùa là không được phép trăng hoa đúng không? Nhưng mà không sao, 49 chưa qua, 53 đã tới. Ông qua cái tuổi 53 rồi. Không phạm đâu. Bây giờ thế này nhá, mày vào trong kia tìm cái chỗ đẹp để ông với nàng nhâm nhi cái chứ. Ôi nàng ơi, lại đây với tao. Lại đây mà. Đa tạ anh Hiền đã cứu chị em chúng tôi. Thì ta thấy ngứa mắt cho nên ta mới làm như thế. Chúng tôi xin phép. Hồng ơi, ba hồn bảy vía. Ôi Hồng ơi, ôi con ơi, mày còn sống hay chết hả con? Ôi trời ơi, con ơi, sao mày nhầm đúng con đi chơi nè con ơi? Ông ơi, hả? Con chưa chết đâu. Mày chưa chết à? Đỡ con xuống với ông ơi. Con đỡ mày làm sao được? Ôi, mày xuống đỡ nào? Mày xuống đỡ nào? Nào! Ôi ôi, xuống, nhanh lên! Xuống! Cho cái đầu xuống trước, nhanh lên! Nào! Ôi, mày đè bẹp ông rồi con ơi. Ông ơi, không đau quá con ơi. Ông ơi, mà con nói thật với ông nhá. Ở cái làng này thiếu gì con gái, ông thích con tìm cho cả rổ. Mà ông có biết ở cái làng này ai là người xinh đẹp nhất không? Đứa nào, con nhà ai? Con mệt nhà ông Tránh ý, nó vừa trắng trẻo, lẳng lơ nhất làng. Con nói thật với ông nhá, nếu mà nó không phải con nhà ông Tránh ý, thì con chả xin chết từ lâu rồi ạ. Chết cái mặt mày. Vâng. Này, mày là cái thớ gì mà chết mày? Cái con mẹt nó xinh đẹp như vậy nhá, chỉ xứng với ông mày thôi. Dù dẫu ông mày á cũng là chức xa trong làng, thấy chưa? Nhìn thấy hai cái ả kia mà ông mày cái tiếc của giời. Cứ như bướm lượn bên hoa mà chân tay ông nó cứ buồn rộn. Dạ tiếc thì tiếc thật à. Nhưng mà theo con ấy, ông là người có quyền hành to nhất ở cái làng này. Đúng làm rồi. Sao mà ai sánh được ạ? À? Bây giờ thế này. Dạ. Mày đưa ông vào chùa. Nhanh lên. Dạ vâng ạ. Ông tha cõng nhá. Dạ. Mà làm cái gì thế hả? Dạ, con sai gì em ạ? Mày đi lấy cái yếm đào con thích nhất ra đây. Dạ. Dạ cô ạ. Của cô đây ạ. Đứng đây trông cho cô. Dạ, em mời cô ạ. Ừ.
Làm sao thế? Không hợp à? Cô đẹp. Cô đẹp như tiên giáng trần ấy. Còn con thì... Con mày làm sao? Nhìn con trông chán không? Giới ơi! Nhưng mà... Cô đẹp thật à? Trong làng này ai dám so bì sắc đẹp với cô? Thế nên cô còn đẹp hơn cả tiên giáng trần. Đến cô mà ngắm cô mãi còn chẳng thấy chán nữa là... Cô đẹp lắm. Thôi, đi mau, nhanh lên. Dạ. Mình ơi! Ôi! Em đây cơ mà. À, đâu đâu, bên đấy à? Úi giời, úi giời thơm thế. Tôi chỉ cần ngửi thấy mùi mồ hôi của mợ ba là tôi biết mợ ở đâu rồi. Đâu rồi? Đâu, đây, em đây. Ở đâu? Đây, đây. Nào, đi ra đây. Úi giời, trượt rồi, trượt rồi, mợ ở đâu rồi? Em ở bên này. À, bên đấy à? Ngửi thấy rồi. Hôm nay mà tôi bắt được mợ, tối nay chết với tôi nha. Đây cơ mà. Đâu, đâu? Đâu, đâu, ở đâu? Đâu, vào hướng nào? Úi giời ơi. Đâu, đâu rồi, chưa kìa. Bắt tôi mà dễ như thế à, tôi ở bên này cơ mà. Đâu, mợ ơi, đâu rồi? Mợ ở đây rồi. Úi giời ơi. Đi, sao lại? Mày làm cái trò gì đấy à? Trời à, nhầm rồi. Nãy đến giờ ôm phải cái con hầu nè. Con hầu, con hầu. Con này, mắt mày để đi đâu? Mày có nhìn thấy gì à? Dạ. Mày thương cái mồm mày lên chứ à? Hay là mày thích ông đúng không? À, thế liệu có thật hồi người ta không? Dạ không ạ. Con chỉ sợ ông bị ngã thôi ạ. Này này, tôi với bà chơi cái trò bịt mắt bắt dê vô nhầm là cái chuyện bình thường. Nhầm cái gì? Nhầm có vấn đề gì đâu mày nghe. Thôi. Gì? Trai con muốn. Con muốn đi đâu? Trời ơi. Gì? Cha ơi cha, con muốn. Đấy đấy. Chắc là muốn đi ra hội chứ gì. Này, bây giờ chẳng còn hội nào nữa đâu nhá. Con muốn đi ra chợ, con mua sắm một ít đồ. Bây giờ gần Tết rồi, cha có muốn mua gì không nhỉ? Con mua luôn. Thôi khỏi. Đồ của ông ấy là tôi mua đầy đủ hết rồi. Cô muốn mua cái gì đi ra đấy tự đi mà mua đi. Này, tôi hỏi mợ ấy sao mà mợ cứ nhảy vào mồm tôi. Này, có gì đấy hả? Việc của mợ à? Mợ không biết mợ là người thừa à? Thôi. Tôi xin mợ. Thầy xin con. Thôi gớm lắm. Nhưng hai mà con là hơi tí là cứ chành chuệ. Thôi rồi, cho con nó ra chợ có vấn đề gì đâu. Rồi, con gái yêu của cha. Con ra chợ chứ nè. Vâng rồi. Ạ. À, cha cho con tiền, con đi chơi chợ. Ê, từ từ, cha xem còn nhiều không? Ôi, còn rất nhiều. Thôi, cha cho con 3 đồng nhá. À thôi, 1 đồng thôi. Sao lại 1 đồng? 1 đồng là mua thoải mái rồi. Không. Con cứ mua xả láng đi. Như này thì mua cái gì? Con bị ốm rồi đấy này. Con cứ mua xả láng đi cho thiên hạ họ lác mắt ra. Thế này thì cũng vẫn còn hơi ít nhưng mà thôi cũng được bạn nhờ. Có lấy không? Có lấy không? Dạ, con chào ông ta. À, rồi đi nhá. Mày lượn thì luôn cái nước trong. Tôi có bận lại cho bảo. Lại đi. Này, mày phải bám sát cô. Kể cả nửa bước cũng phải theo nhá. Dạ. Mày biết rồi đấy. Dạ. Con gái cưng của tao là quý hơn vàng. Nhớ nữa. Dạ thưa ông. Để ý cô cẩn thận vào. Dạ, con chào ông. Đi đi. Đi. Để ý cô vào nhá. Giỏi à. Rồi, hơi tí rồi. Giỏi à. Tôi không nói chuyện với ông. Giỏi. Mỗi lần mợ cái trời à, tôi chóng hết cả mặt. Tôi nói với ông biết nhá, tối nay nhá, tôi chóng nhịn luôn đi. Ôi thôi đừng, sao lại thế? Ông chiều chuộng nó quá nhá, rồi á, nó đè đầu nó cưỡi cổ tôi đi này. Này này, uống cốc nước cho nó hạ hỏa. Tôi hết uống. Nóng nè. Uống đi. Không uống. Bà cứ hay chuẩn trệ với con. Mà bà biết rồi đấy. Tôi lấy rất nhiều vợ.
nhưng duy nhất chỉ có một đứa con mà nó xinh đẹp như thế. Sau này nó lấy được người quyền cao chức trọng, lúc đó nó không quên tôi với bà đâu. Nhưng mà này, lúc đấy tôi với bà chỉ có ngồi mà hưởng thôi nhá. Này, đúng không? Không biết đến lúc đấy nó có quên tôi không nhỉ? Mẹ quên làm sao được, con cái làm sao mà quên được. Giờ uống nước cho nó hạ hỏa, uống được chưa? Uống được rồi. Ôi, cái cốc thừa, uống cốc này này. Đấy. Đưa đây. Ưu tiên lắm đấy. Ghét. Ghét gì? Thế này, thế tối nay canh ba nhá. Từ từ thôi. Nghẹn. Tôi nghẹn, tôi cứ nghĩ đến canh ba là tôi nghẹn đấy. Cô làm cái gì đấy? Em đang cắt cỏ. Vào đây anh bảo. Bảo gì em ạ? Thì cứ đi vào đây. Sao lại phải vào đấy ạ? Anh cho Cúc mấy quả roi. Dạ có quả. Cúc xin. Này. Dạ. Anh chắc thương Cúc lâu rồi. Cúc cho anh chắt thơ một cái được không? Ừ, không được. Đi. Đã bảo là không được rồi. Này. Cứu anh với. Cho Cúc xin lỗi nhá. Nào. Thôi. Đỡ anh xuống nào. Thôi, U Cúc đừng giơ tay lên nữa. Mà sao em có một cái sức mạnh nó phi thường thật đấy. Thế chả hiểu sao mỗi một lần Cúc Cúc ấy là tự nhiên cứ như là có một cái sức mạnh gì đấy khủng khiếp cực. Thế cơ à? Cho anh xuất nghe nhá. Cẩn thận anh xuất. Cúc kể cho anh chắc nghe nhá. Hôm vừa rồi ý, lúc mà thầy Cúc mổ lợn ý, gặp đúng phải con lợn nó hung hãn, nó định tấn công thầy Cúc. Thế là Cúc điên quá, Cúc chỉ thẳng vào mặt nó. Cúc tát lên một phát, chẳng hiểu sao con lợn lăn đùng ra chết luôn. Thế là thầy Cúc chẳng cần phải chọc tiết nữa, cứ thế mà mổ luôn. Thế cơ à? Vâng. Anh chắc không tin à? Cúc thử cho anh chắc xem nhá. Thôi. Cúc ơi. Cúc bỏ cái bàn tay xuống. Này. Dạ. Anh bảo này. Ở chỗ này ấy, có mỗi hai chúng mình. Anh chắc nói thật nhá. Anh chắc thương Cúc. Mà Cúc mà không lấy anh chót nhá thì anh chót nhá sẽ không lấy vợ nữa. Anh chót sẽ ở một mình. Thật không ạ? Cúc không tin anh à? Anh thương Cúc. Cúc cũng thương chắc nhưng mà Cúc sợ lắm. Dù lần sau anh chót đừng làm như thế nữa nhá. Không. Anh chắc không thương Cúc nữa à? Không phải thế. Anh chắc nói thương Cúc đến hai nhiều nghìn lần rồi. Bây giờ nhá, anh chắc sẽ nói lại nhá. Vâng. Anh chắc thương Cúc. Anh chắc bé bé cái mồm thôi. Anh định để cho cả làng biết là anh thương Cúc à? Cả làng nghe thấy thì càng tốt chứ sao. Nhiều người làm chứng được cho
tình yêu của chúng mình. Không, Cúc ngại lắm. Mà anh bảo Cúc này. Dạ. Cúc nhắm mắt lại đi. Sao lại phải nhắm mắt ạ? Ờ thì Cúc cứ nhắm đi. Vâng ạ. Nhưng mà không được tùy ý đâu nhá. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có trêu tức người ta. Nào, bà chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Ờ, đây. Cầm đốt này thì bà đi chợ đi này. Đây, để đây tôi. Bà xem lại cái thủ lợn xem. Hôm nay nó cười trông mãn nguyện lắm đấy. Ôi giời ơi, giấm. Tết nhất rồi có khác. Mọi hôm á, tôi cậy mồm á, ông cũng chẳng hé một câu nào nhỉ. Ấy thế mà hôm nay lại nhìn ra cái thủ lợn nó cười mãn nguyện. Này, thủ lợn của tôi, nó giống tôi, nó phải tươi giống tôi chứ. À, đúng. Thôi, bây giờ mẹ con tôi đi ra chợ đây nhá. Rồi, bà đi đi. Mẹ đi đi, không có trưa rồi đấy này. Thật trưa lên. Mẹ có đánh được không? Ừ, còn cái mẹ lớn rồi. Ồ, cẩn thận con nhá. Nào, rồi. Này, ông này. Ông vào ở nhà nhé, thì ông giết luôn cho tôi cái con lợn xề ở trong chuồng nhá. Tối nay là tôi phải gói giỏ cho ông Lý đấy. Rồi, tôi đi đây, chợ đây. Đi bà. Bố, tay bố máu me như thế này là bố thịt lợn rồi à? Sao bố không chờ con về thịt cùng? Ừ thì tiện tay bố làm luôn. À, nhưng mà mày đi đâu về mà mặt mũi quần áo bẩn thỉu như này? À, con đi qua đình thấy thằng hầu nhà Lý Hách trêu gái, thế là con tiện tay cầm chân ném nó xuống ao, bẻ cổ như là cổ lợn luôn. Ôi, thế tôi có làm sao không? Không sao, không chết nhưng mà chắc là tật. Ôi giời, con đúng là dư sức khỏe thật đấy. Thôi, đói quá, con vào con kiếm gì ăn đây. Làm sao? Là cái gì nữa? Sao? Nhà có mỗi là con trai mà toàn ăn thịt của con rồi, không để lại cái gì để toàn đậu để ăn, làm sao có sức. Trời ơi, con với thằng cái, ông phải làm thịt mày như con lợn bây giờ chứ. Mày không được cái việc gì cả, chỉ được cái giống tao như con lợn. Đòi. Ôi, bây giờ mày đi ra chợ, muốn ăn cái gì bảo mẹ mày mua cho. Ăn xong rồi ở đấy phụ với mẹ mày bán thịt. Nhớ chưa? Đi đi. Không làm cho bố nữa. Trời ơi. Con như chả cái. Sư. Ai thịt lợn đi? Ai mua thịt lợn tươi, thịt lợn mới, thịt lợn bết đi ạ? À? Cô mua thịt lợn cho cháu ạ? À? Ờ, dạ vâng ạ. Ai mua thịt lợn đi, thịt lợn vẫn còn ấm. Ai mua thịt lợn tết đi ạ? À? Chị ơi, chị mua thịt lợn cho em với. Ai mua thịt lợn không ạ? À? Anh Xuất, anh đi đâu đấy ạ? À? À, em biết rồi, anh sang mua thịt lợn cho em chứ gì. Anh chọn đi ạ. À? Nhưng mà để chiều tôi bán được hàng đã nhá. Tôi mua thịt nhé. Vâng ạ. Mà công nhận là bưởi với cả chuối nha anh bán vừa to lại vừa ngon anh nhờ. Hôm nào à, thôi để chiều em bảo U em sang, U em mua cho anh một ít nhá. Này, cái gì đấy ạ? Cứ cầm cái gì trẻ làm đấy. Cần nóng. Cứ ăn đi. Sao anh biết là em thích trẻ làm? Thì biết rồi. Nếu như chiều mà chưa bán hết bưởi, tôi tặng Cúc một quả nhé. Nhưng mà thôi,
Bưởi thì anh cứ giữ để anh bán đi. Em nhận chè lam là được rồi. Thế bán hàng đi nhá. Vâng vâng, em chào anh ạ. Đứng lại, đứng lại. Mày cõng ông đi đâu đấy hả? Ông bảo con cõng đến chợ gì nữa. Mày mù à? Đây là chợ rồi. Ôi trời, ôi trời, mệt quá. Tao ngồi trên lưng mày mà tao mệt lạ cả người đâu ạ. Ông ngồi trên lưng con mà ông còn kêu mệt. Này, tao hỏi mày, thế đêm hôm qua mày làm gì mà mày cõng tao có một đoạn mà mày thở như bò đấy hả? Đêm qua con xay lúa cả đêm. Mày xay lúa à? Vâng. Ờ được rồi, còn mày đứng lên cho. Mày giết tao đấy à? Con xin lỗi ông, con nhỡ tay ạ. Con cứ nghĩ là con xay lúa. Mày nghĩ là mày xay lúa à? Vâng ạ. Thằng ngu, thôi đi. À quên. Dạ. Ông thích ăn chuối. Mày ra mày lấy ông ăn chuối. Ông để con lấy ạ. Cấm ý kiến. Quái lạ. Trời vừa nắng chang chang, giờ lại mưa. Cứ như là cái 17 tháng trước. Mà cái làng này lạ thật. Mưa xuống là chợ vắng hoẹ. Không có người nào đi chợ cả. Không có người mua hàng. Tao mua. Đúng không? Dạ đúng. À, hàng nhà mày lắm thứ vậy. Dạ, con chào ông Lý ạ. À. Ông Lý mua gì đi ạ? Ở đâu? Dạ. Mày thích lấy cái thứ gì? Con phải lấy. Dạ. Đội ơn ông ạ. À. Lấy thêm quả nữa. Dạ. Dạ đây ạ. Ta đi. Dạ dạ. Sao? Ông Lý với cả anh Hầu mắt bé chưa trả tiền. Cái gì? Ông ơi, cái thằng chót này dám đòi tiền không? Mày có biết ông Lý Hách là ai không? Ờ em biết chứ. Nhưng mà em đóng thuế cho làng đầy đủ, rồi em còn đóng thuế chợ thì em buôn bán. Thì anh lấy bưởi của em thì anh phải trả em tiền chứ. Đóng thuế. Này, mày biết tao là ai không? Mày nói lại đi. Ông nghe nó chưa thủng lỗ tai. Mày nói ông nghe nào. Ông ơi, con nghĩ thằng chót này nó không muốn ở lại làng. Theo con ông nên tống cổ nó ra khỏi làng. Vâng. Ông Lý ơi, thời tiết mà nó cứ ẩm ương như này, ông ăn thêm quả bưởi cho tốt sức khỏe ạ. Dạ. Chăng thì thế. Thôi được rồi, tao đi. Anh, tao đi. Anh đi đâu đấy? Đi ra chợ. À, mẹ với cả cái Đào đâu? Mẹ với cả cái Đào bán thịt ở chợ xóm đông rồi còn gì. Cho anh tiền, anh đi ăn bánh cuốn. Làm gì còn tiền, từ sáng đến giờ em đã bán được cái gì đâu. Hay là anh ăn tạm cỗ lòng nhá. Ăn lòng chán lắm. Ngồi đợi chờ. Ông mưa rồi. Chào nhà quán. Cháu chào ông ạ. À, ông mua thịt cho cháu ạ. Sao lại gọi tao bằng ông? Anh thôi. Dạ. Ờ. Dạ. Cái chỗ lòng này ngon. Lấy này. Dạ vâng ạ. Ông con mình đi. Dạ nhé. Dạ. Ông cho con xin tiền ạ. Hả? Tiền à? Này, xin đáo để nhỉ. Thế mày tên là gì? Con tên là Cúc ạ. Tên là Múc. Cúc ạ. À, Cúc là chị con Đào. Không hiểu rồi. Xin đáo để. Tiền à? Được rồi, cứ từ từ để ông đưa. Ông sẽ đưa tiền. Cái gì? Ông ơi, tiền ạ. Bỏ sao xuống. Tiền đây. Tiền. Dạ, con xin ạ. Xin đáo để, cho ông đi nhá. Dạ vâng ạ. À quên. Không. Dạ. Cái này là cái gì? Thịt đâu ngại. Thịt. Cái thịt này mà mang về mà luộc thì ăn cái sôi luôn đáo để. Thế ông xin nha. Ông ơi. Dạ vẫn còn tiền ạ. Tiền à? Tiền thịt ạ. Tao nợ nhà quán. Không sao tao trả. Thôi thả về. Không. Ai mày thả ra mày bóp. Gãy tay ông bây giờ.
Ông Lý ơi, cái gì? Cái chỗ thịt lợn này là nhà con để bán chứ không phải là để cho đâu ạ. Ông cho con xin tiền. Tiền kia mà tiền. Hôm nay tao nợ, con sao cũng trả. Ông Lý, bác ông ơi. Ông ơi. Đi nghỉ. Ông nhớ ra rồi. Giả nhá. Ông ơi, theo con chỗ lòng là đủ ăn rồi ạ. Thì giả nhá. Ông giả đi ạ. Thôi được rồi, thế thì ông giả. Tôi đã quán nhá. Thôi tao về. Mà tao nhìn cái thủ lợn này là... Ê, ông nói ai đấy? Hả? Ông nhìn cái miếng thịt để ngon. Nhưng mà không thấy ngon, ông không mua đâu. Thôi ông về. Ông ơi về. Nhớ là phải nộp thuế cho đầy đủ nhá. Về. Tổng tiếp. Đi chỗ tôi ngã ông. Dù cha cái nhà ông Lý hết. Cứ cậy làm quan lớn, hà hiếp dân lành. Từ lần sau á, cứ cạch cái nhà mặt em ra nhá. Nếu mà có chuyện gì nhá, em bảo anh trai của em xé xác ra anh nhờ. Rồi nhưng mà bây giờ đang đói, cho xin tiền em một chuyện. Đây, một trinh. Thêm trinh nữa mới đủ no. Thế mà làm sao không béo? Anh về sớm nhá. Rồi, rồi, ngay đây thôi. Bánh cuốn, bánh cuốn, bánh cuốn. Bánh cuốn, bánh cuốn, bánh cuốn. Anh, như việc hả anh? Lên lại anh, nhanh lên. Ôi ôi, mày làm ông xin gã. Ông ơi, hả? Ông còn quên gì ở trong chợ không? Quên cái gì mà quên? Hả? Tao ấy còn đang cái cũ. Nha. Mày biết không? Dạ. Dù gì thì dù, ông cũng là lý trưởng to nhất cái làng này, mà lại sợ cái thằng khổng lồ như con voi à? Hả? Sợ gì mà sợ? Ông ơi, cái gì? Nhục thì ai chẳng biết nhục, nhưng ở đây là sân chợ chứ không phải sân đình. Theo con nghĩ, cố nhịn đi một chút, rồi mình tìm cơ hội trả thù sau. À, nhịn à? Vâng. Mày nói cũng có lý. Thôi được rồi, đã thế nhá, ông nó cho ăn 3 ngày Tết, sau đó sẽ xử lý nó. Bây giờ thế này, tao với mày vào chợ xem nó làm gì. Đi. Vận này, ta thì ta cũng chả để ý gì đến mấy cái thứ ở trong chợ này đâu. Nhưng mà em thích mua cái gì thì... con Vận lại tạt vào hàng quán ở đâu rồi? Vận! Úi dồi ôi! Lấy bánh cuốn này ăn đi. Gớm cậu cứ từ từ mà ăn. Ăn ngấu ăn nghiến thế. Tôi nhìn tôi cũng thấy thèm. Phải nói là cả cái chợ này ấy, mình hàng bánh cuốn của cô là ngon nhất ấy. Cậu chỉ đúng là thằng đần. Cả cái chợ này có mỗi mình nhà tôi bán bánh cuốn. Thế cậu khen ngon nhất thì còn cái hàng nào để cho cậu so sánh nữa không? Cô nói cũng có gì ấy. Rượu à? Ừ, rượu. Cậu đúng là thằng đần. Chỉ biết rượu thôi, không thích gái à? Gái nào? Thì mệt, con nhà ngài Tránh Đồng kia kìa. Đâu? Kia kìa.